Chào các bạn, hôm nay nhạc cụ Xuân Quỳnh xin trân trọng giới thiệu với bạn một cây sáo Recorder thương hiệu HT Music, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Đây là Soprano HT8C. Đây là một cây sáo làm bằng nhựa tổng hợp. Nó có hình thức rất là đẹp. Đây là nhựa giả ngà voi đúng không? Màu sắc rất là đẹp và nó có các khớp nối này, cũng rất là tiện cho vệ sinh. Và có thể rút ngắn đi để có thể mang đi được. Và chúng ta ngoài ra thì chúng ta có một cái bao nhựa và một bao như thế này và một cái cây để vệ sinh, chúng ta có thể rút giải vào đây và chúng ta vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ thì là trong cái chương trình của cấp 1, cấp 2 thì đã đưa cái cây sáo này vào sử dụng. Tuy nhiên thì mỗi trường chỉ được cấp có vài cây thôi, nó xảy ra một cái tình trạng đấy là rất là mất vệ sinh nếu như các cháu dùng chung cái cây sáo như thế này. Đặc biệt là trong cái mùa dịch vừa qua chúng ta đã trải qua rồi, chúng ta thấy chính vì thế nên là mỗi em thì nên có một cây sáo riêng như thế này để dùng và mang đi cho vào cặp, rất là tiện lợi và rất độ bền rất là cao. Trên thị trường thì có rất nhiều loại sáo, thậm chí là có những sáo mà chúng ta sẽ thấy là không có một cái chữ tên gì cả, một cái thương hiệu gì cả, và cũng có những cái sáo khá là đắt. Thì có những cái sáo thì có khoảng 70.000 thôi, nhưng mà nhựa thì rất là sợ là nhựa tái chế tái sinh là rất là nguy hiểm, chúng ta ngậm vào như thế này rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là cái giá cả, đặc biệt là một chuyện rồi, nhưng mà đối với cái liên quan đến cái âm thanh đó, cũng là cả một vấn đề nếu như mà cái sáo nó không được thẩm định. Chúng tôi giới thiệu cái thương hiệu HT này, giá trên thị trường dao động từ 130.000 đến 150.000. Tuy nhiên tôi là nhà phân phối chính vì thế nên là tôi bán với cho các bạn một cái giá, đó là chính là giá dao với giá 100.000. Đây là một cái giá có thể nói là phá giá thị trường. Tuy nhiên chúng tôi nhà cụ Xuân Quỳnh rất muốn gửi đến cho con em chúng ta một cái sản phẩm chất lượng mà giá cả phải chăng. Sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Đình Chí sẽ cùng thổi một cái ca khúc nào đó mà anh yêu thích để test qua cái âm của cái sáo này. Anh Chí bây giờ mới bắt đầu cầm cái sáo này đây. Anh ấy thổi tiêu thôi. Và xin mời anh. Có anh vừa mới cầm một cây sáo mà anh có thể thổi ngay được như thế. Mặc dù anh cũng nói là các cái thế bấm nó cũng khác với cái tiêu của Việt Nam. Đây là cái thế bấm mà Bộ Giáo dục đã ban hành. Nên là chuẩn cái thế bấm của Bộ Giáo dục ban hành trong cái chương trình sách giáo khoa. Đấy, nếu mà mua cây sáo mà không đúng thì sẽ khi mà các giáo viên ở trên trường dạy thì sẽ không sử dụng được. Đấy. Nhà cụ Xuân Quỳnh thì bán cây sáo này với giá 100.000 và mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo là 0984889886, tôi ghi ở trên màn hình đấy ạ, và có thể là inbox qua trang fanpage của nhà cụ Xuân Quỳnh, kênh YouTube của nhà cụ Xuân Quỳnh. Và đối với chúng tôi thì các bạn liên hệ, ngoài chuyện bán sáo ra thì chúng tôi sẽ mở các lớp học online. Và theo anh thì một người chưa biết chơi sáo thì chơi cây này thì anh là một thầy giáo, là một nghệ sĩ, đang dạy trong khoảng bao nhiêu buổi thì có thể chơi cái này? Tầm nếu mà chơi thì chơi đơn giản thôi, một bài đấy thì nó cần phải tầm 12 buổi. Và 12 buổi chúng tôi sẽ có một cái khóa dài 24 buổi online, và các bạn có thể đăng ký học online
chúng tôi sẽ liên hệ và mở lớp cho các bạn với cái giá cực kỳ phải chăng. Đề nghị các bạn liên hệ qua số điện thoại 0984889886, nhà cụ Xuân Quỳnh Hân Hạnh được phục vụ và sẽ ship toàn quốc cây sáo này. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.